chiều ngày 15 tháng 4, trong mưa to gió lớn, một nhánh cây sao trên đường Chu Mạnh Trinh, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh bất ngờ bị gãy, rớt xuống đường. Nhánh cây có lá xanh tốt, đường kính chỗ lớn nhất hơn gang tay người lớn, đập trúng nóc xe ô tô bán tải đang đổ bên dưới. May mắn là không ai bị thương sau sự cố nhưng đã khiến nhiều người hoảng sợ. Lực lượng chức năng sau đó đã dọn dẹp, xử lý hiện trường. Tài xế cho biết, xe bán tải vừa đổ cách đó không lâu, trên xe không có người. Bạn có video hấp dẫn. Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo. Hãy gửi về pho@vongphapluattb.vn để nhận ngay quà tặng và những bút hấp dẫn.